Easy chúc mừng Finlit bước sang năm hoạt động thứ 10. Chúng tôi tin rằng Finlit luôn giữ được vị trí top 1 trong tư vấn du học Philippines và Việt Nam dựa vào sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm cũng như là luôn rõ ràng minh bạch tất cả các thông tin. Chúng tôi xin cảm ơn Finlit đã luôn luôn đồng hành, hỗ trợ và tin tưởng Easy, mang Easy đến gần hơn với các bạn học viên Việt Nam và tự hào là một trong những trường tốt nhất tại thành phố Angeles ở thời điểm hiện tại với đội ngũ giáo viên bản ngữ dày dặn kinh nghiệm và lâu năm. Easy chắc chắn sẽ có mặt tại hội thảo du học Philippines lớn nhất trong năm 2024 do Finlit tổ chức và mang tới rất là nhiều phần quà hấp dẫn cũng như là các ưu đãi lớn nhất trong năm nay. Vì vậy các bạn đừng bỏ lỡ và hãy tới tham gia với chúng mình vào ngày 24 tháng 3 tại khách sạn Sofitel, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhé.